đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 thì trở lại đó chúng ta hãy xem coi là hiện bây giờ đó cái số lượng Bitcoin này có lời là bao nhiêu Thì các bạn thấy được là con số này đã tiếp tục điều chỉnh đi xuống là chỉ còn có 73,6% Bitcoin đang có lời mà thôi Con số này đã đã thấp hơn là con số mà chúng ta thích như là 85% coi như đã đối thần không phải là điều xấu mà là điều tốt nhưng mà chúng ta thấy được là con số này đó ở cái mức là khoảng 73% như là thuận mới vừa chia sẻ với các bạn đó thì con số này nó tương đương với con số nào trước đây thì nhiều người sẽ chỉ ra được là con số 73% này đó nó tương đương với lại những cái thời điểm như là ngày 26 29 tây tháng 5 có nghĩa là trong thời điểm mà giá cả điều chỉnh tháng 5 mới đây đó thì cái chỉ số lời bây giờ đó là ngang hàng với thời điểm đó nhưng mà để thường zoom vào để các bạn có thể là thấy được cái sự khác biệt tuy là con số giống nhau nhưng mà khi mà thuận trở lại cái thời điểm là tháng 5 đó thì các bạn thấy được là cái ngày mà chúng ta có con số tương tự là ngày 19 tây tháng 5 đó chính là cái ngày mà giá cả Bitcoin dao động mạnh trong mùa hè đó ngày tháng 5 nhưng mà lúc đó giá Bitcoin chỉ có là 37.000 mà thôi trong khi mà bây giờ cái chỉ số lời tương tự như vậy nhưng mà giá Bitcoin đó đã cao hơn rồi các bạn thấy bây giờ đã là 47.900 coi như là 48.000. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì nữa là chúng ta thấy được là cái chỉ số đó mà à, sợ hãi á, bây giờ là 24 cho Bitcoin thì cái chỉ số này đó như bạn cũng nói là cũng có thể gọi như là cũng gần như là đi xuống với cái mức như là hồi tháng 5 mới đây khi mà chúng ta thấy là những thời điểm à, như là chúng ta thấy được là giá đi xuống tháng 5 đó thì lúc đó những chỉ số cũng xoay quanh cái mức khoảng chừng là 15 tới 20 thì con số ngày hôm nay 24 thì cũng gần như đó cho nên nhiều người có cái sự liên tưởng nó giống nhau nhưng mà như được chia sẻ với các bạn đó thì không giống lắm tại vì bây giờ cái sự lo sợ nó cũng coi như là gần như là bằng hồi tháng 5 chúng ta đều là con số mà có lợi đó, cũng gần như là bằng như là tháng 5, nhưng mà khác biệt là giá Bitcoin nó cao hơn, có nghĩa là cái giá cao hơn nhưng mà cái sự lo sợ nó ngang hàng với nhau. Đó là điều đầu tiên mà tôi muốn các bạn à, thấy được. Điều kế tiếp nữa đó, đây là một bạn ở trên Twitter là @cryptomerzy thì à, các bạn thấy được là người này đã cũng chỉ ra cái biểu đồ mà trước đây tôi đã từng chia sẻ với các bạn đây là biểu đồ cập nhật mới hơn ngày hôm nay thì các bạn thấy được là có hai cái đường cái đường màu đen đó và cái đường màu đỏ thì để hiểu rõ hơn đó chúng ta thấy được đây là cái sự khác biệt liên quan đến giá cả và cái số lượng Bitcoin mà không có lưu thông Thì các bạn thấy được là những Bitcoin không lưu thông, những Bitcoin nào là những cái Bitcoin mà được lưu trữ dài hạn Họ đem ra khỏi sàn, họ để vào những cái địa chỉ ví mà nhiều người biết đó, những địa chỉ ví chứa lạnh đó Cho nên những cái đồng này đã coi như là không lưu thông Thì các bạn thấy được là giá cả, chúng ta nhìn vào tháng 5 đi thì các bạn thấy được là Khác với bây giờ, hồi tháng 5 đó giá đi xuống thì các bạn thấy đường màu đỏ này như thế nào cũng đi xuống theo Có nghĩa là chúng ta thấy được là giá đi xuống cái số lượng Bitcoin mà có thể lưu thông nó lại tăng lên Có nghĩa là cái chỉ số màu đỏ này đi xuống tại vì chỉ số màu đỏ này đại diện cho cái số lượng Bitcoin không được lưu thông Thì bây giờ như thế nào? Bây giờ các bạn thấy là hoàn toàn ngược lại đường màu đen này đi xuống như là giá cả đi xuống nhưng mà đường màu đỏ này tiếp tục tăng có nghĩa là giá đi xuống nhưng mà bị khôi thì lại càng ngày càng được tích lũy trong những cái địa chỉ ví mà không được lưu thông đây là điều rất là khác biệt Thêm một tài liệu nữa được chia sẻ bởi các bạn này đó là các bạn thấy được là nhìn vào đây là cái tài liệu liên quan đến cái số lượng Bitcoin trên những cái sàn thì các bạn đã thấy đó là đường màu đen là giá cái của Bitcoin khi mà giá Bitcoin đi xuống tháng 5 đó thì các bạn thấy đường màu xanh này lại tăng lên nghĩa là giá đi xuống nó nhiều Bitcoin đẩy lên sàn hơn ngược lại thì bây giờ như thế nào bây giờ đó giá đi xuống nhưng mà các bạn lại thấy cái xu hướng đường màu xanh này lại tiếp tục đi xuống nghĩa là giá xuống nhưng mà Bitcoin thì lại rời khỏi sàn đó chính là cái điểm kế tiếp mà thường muốn các bạn thấy và chúng ta cũng đã thường nhìn vào những tài liệu này như là các bạn thấy được là cái tài liệu liên quan tới Bitcoin còn bao nhiêu trên sàn mà chúng ta thường hay nhìn xu hướng chung các bạn thấy là đã có từ cái thời điểm gần đây nhất đó là cái xu hướng đã có từ ngày 25 tháng 7 và trước đó nữa là à, tháng 3 của năm 2020 xu hướng là càng ngày càng ít Bitcoin hơn trên sàn và chúng ta cũng đã biết cái tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum càng ngày đường màu xanh này càng đi xuống càng ngày càng ít tiêu tự trên sàn hơn thì có thể là nhiều bạn sẽ hỏi thuận là nếu như vậy đó thì tại sao mà chúng ta lại thấy giá cả đi xuống nếu như mà chúng ta thấy là gần đây giá đi xuống nhưng mà càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn thì các bạn nên hiểu đây đó là không phải lúc nào là cái nguồn cung và cái nguồn cầu nó cũng là phù hợp với nhau có nghĩa là chúng ta thấy là trong thị trường này có nhiều người như là thuận và dự bạn đó là có chiến lược là trung bình giá và những người mà tin tưởng dài hạn đó như là các bạn thấy được hôm nay Michael Saylor lại mua thêm một số lượng lớn BTC để thường cho các bạn được là hôm nay đó ông ta đã mua bao nhiêu Điều này thường đã chia sẻ ở trên uh, Twitter hồi sáng nay rồi. Thì khi mà chúng ta vào trên Twitter đó thì những người như là Michael Saylor là những người mà mua số lớn nhưng mà cũng có rất nhiều người mà mua thường xuyên như là thường và nhiều bạn đó chung mình giá thì cũng tiếp tục mua nhưng mà Michael Saylor đó hồi sáng nay đã thông báo là họ mua thêm uh, tổng cộng đó là 1434 Bitcoin với cái giá là khoảng chừng là tổng cộng là 82,4 triệu USD cái giá trung bình ông ta mua đó là 57.477 có nghĩa là cao hơn cái mức bây giờ cũng khá là nhiều đó khoảng chừng 9 000 đô có nghĩa là cái mức trung bình ông ta mua đã có nhiều bịch giá rất là cao cho nên trung bình mới là có cái giá này nhưng mà kể từ là ngày hôm nay đó ngày tháng 12 này đó thì chúng ta thấy được là tổng cộng họ đã lưu trữ họ nghĩa là công ty Michael Strategy là 122.478 Bitcoin với tổng số À, tiền là 3,66 tỷ Giá trung bình của họ là chỉ có 29.861 đô mà thôi Đây là cái thành quả của trung bình giá mà Michael Saylor đã đạt được trong cái thời điểm là từ năm 2020 cho đến bây giờ thì cũng có rất nhiều người như là Michael Saylor có thể là họ không có lên tiếng mà thôi những người mà mua số lượng nhiều và họ trung bình giá số lượng nhiều nhưng mà cũng có nhiều người mua số lượng ít nhưng mà thường xuyên cho nên các bạn mới thấy là như là cái video chia sẻ ngày hôm qua cái mức thấp của Bitcoin có tăng lên à, theo thời gian tại vì càng ngày càng có nhiều người à, có lòng tin vững chắc cho nên họ mua thường xuyên Nhưng mà không phải lúc nào cái nguồn cầu đó cũng phù hợp với nguồn cung Lúc nào cũng có thể là chúng ta có nhiều người xả hàng hơn là người mua dẫn đến giá cả đi xuống Nó đơn giản gì mà thôi Và đặc biệt là chúng ta nhìn vào ngày hôm qua đi Thì các bạn hiểu được hôm qua kết thúc là cái ngọn nến đột ngột chúng ta lại có nhiều Bitcoin đẩy lên trên sàn À, đương nhiên điều này đó là một trong những yếu tố khiến cho giá cả xuống ngày hôm nay. Tại vì chúng ta thấy là họ đẩy lên, thì đương nhiên là đẩy lên để bán chứ họ đâu rảnh mà đẩy lên để mà nhìn. Thì chúng ta thấy là cái số lượng mì không đẩy lên nhiều ngày hôm qua và chúng ta bây giờ hãy nhìn những cái tài liệu mà ngắn hạn hơn xem coi là như thế nào. Thì hôm nay đó đây là tài liệu tính theo giờ, một thanh này là một giờ. Các bạn thấy được là tính chung. Hôm nay kết thúc đó chúng ta cơ hội là vẫn tiếp tục thấy nhiều Bitcoin đẩy lên hơn là rút ra. Nhưng mà điều này cũng không làm thay đổi xu hướng của Bitcoin đã khó từ tháng 7. Các bạn thấy đi, gần đây đó có thêm một ít Bitcoin cho nên cái đường màu xanh này nó mới có cái xu hướng đẩy lên một chút. Nhưng mà xu hướng chung vẫn là rời khỏi chúng ta không thể nào nói là vì lý do này. Cho nên bây giờ sẽ là đảo chiều, chúng ta chưa có đủ tài liệu để nói cái điều đó. Bây giờ tình hình chung vẫn là nhiều ngày hơn Bitcoin rời khỏi sàn và rời khỏi sàn. Nhưng mà một điều thú vị hơn đó là Thuận muốn biết là cái số lượng Bitcoin đẩy lên trong vòng hơn 24 giờ qua đó là họ đẩy đi đâu. Thì để trả lời câu hỏi này đó, Thuận muốn nhìn vào một số cái tài liệu chi tiết hơn. Các bạn thì được chúng ta sẽ nhìn vào hai cái tài liệu. Tài liệu đầu tiên là cái tài liệu liên quan tới sàn Spot, có nghĩa là đây là những cái sàn mà cho các bạn giao ngay đó, không phải là siêu hợp đồng. Thì sàn spot đó, tuy là các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin đẩy lên trên sàn nhiều ngày hôm qua Nhưng mà ngược lại đó các bạn thấy là cái thanh này nó tăng cao tính theo ngày, ngày hôm qua Đây là tổng cộng tới cái, cái sàn Nhưng mà khi mà chúng ta chia ra đó Thì các bạn thấy là chúng ta nhìn vào cái... Sàn liên quan đến spot đó, thì không có nhiều Bitcoin đẩy lên cũng có hơn Bitcoin đẩy lên là rút ra. Nhưng mà chúng ta nhìn vào sàn derivatives, nghĩa là những cái sàn mà cho các bạn sử dụng margin đòn 7 đó thì đây mới là cái con số mà được đẩy lên. có nghĩa là những cái đồng Bitcoin đó đẩy vào những cái sàn mà cho các bạn sử dụng đòn bẩy đó là điều rất là thú vị ở đây. Điều kế tiếp, tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta nhìn vào động thái của những nhà đầu tư dài hạn đi. Thì đây là cái biểu đồ à, gọi là Long Term Hodler, SOPR. Thì à, tính theo ngày đó, hiểu một cách đơn giản, mỗi lần mà cái đường màu xanh này tăng lên, đó, xu hướng tăng là không phải tốt. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đột ngột có nhiều người mà lưu trữ dài hạn bán bi của mình cho nên cái đường màu xanh này nó mới tăng lên tại vì những người mà lưu trữ dài hạn họ sẽ có lợi nhiều cho nên mỗi lần họ bán đường màu xanh này sẽ tăng lên và các bạn thấy được đây là cái dấu hiệu chúng ta đã có là từ tháng 1 dài cho đến tháng 5 có nghĩa là các bạn thấy là cái đường màu xanh này cứ tăng 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 cùng với giá cả giá càng tăng thì những nhà đầu tư dài hạn càng chốt lời thời điểm đó nhưng mà ngược lại bây giờ như thế nào bạn thì được là bây giờ đó chúng ta thấy là giá tăng rồi giảm thời gian gần đây đó từ tháng 10 cho đến thời điểm bây giờ hai tháng qua nhưng mà chúng ta thấy được động thái của những nhà đầu tư dài hạn hầu như là họ không có nhiều động thái họ tiếp tục là cứ đi hàng ngang như vậy nghĩa là không có nhiều động thái đến từ những nhà đầu tư dài hạn thì những cái sự dao động này đến từ đâu như tôi thường đã chia sẻ à, cách đây một tuần đó bây giờ tài liệu cũng tương tự như vậy đó chính là đến từ những nhà đầu tư ngắn hạn thì những nhà tuyến hàng, những nhà đầu tư mà họ chỉ lưu trữ Bitcoin trong vòng 155 ngày hay là dưới con số đó Có nghĩa là trong khoảng thời gian là 30 ngày một tháng thì các bạn thấy được là khoảng chừng là 5 tháng đổ xuống đó Thì các bạn thấy được đây là những nhà đầu tư mà có thể là họ đã mua ở những cái mức cao Khiến cho bây giờ các bạn thấy là họ là những người mà bán các bạn nhìn vào chỉ số này đó Mà các bạn thấy được con số dưới con số 1 có nghĩa là lỗ họ cũng bán có nghĩa là cái sự lo ngại bây giờ tiếp tục đến từ những nhà đầu tư ngắn hạn thông tin này đây cũng tương tự như là tuần vừa rồi thường chia sẻ với các bạn lúc mà giá cả đi xuống à, cuối tuần vừa rồi kế tiếp chúng ta sẽ nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới ethereum thì thực sự mà nói là đối với ethereum thì khá là yên lặng tuy là chúng ta thấy nhiều bịch khoai đẩy lên trên sàn nhưng mà ethereum đó thì rất là yên lặng và chúng ta nhìn vào ethereum là một trong những đồng mà giữ giá tốt hơn là btc trong như một tuần qua tây xuống 8% trong khi mà bitcoin đã xuống tới 14% rồi chúng ta bây giờ à, hãy nói tới một số những thông tin đi tuy là chúng ta thấy là thị trường giá cả không được tốt nhưng mà những thông tin thường chia sẻ với các bạn ngày hôm qua liên quan tới quốc hội đó những thông tin đó là có sức ảnh hưởng tốt lâu dài quốc hội hầu như cũng đã hiểu hơn và chấp nhận bịt khói hơn. Ngoại trừ những thông tin thường mới gì chia sẻ với các bạn, chúng ta cũng nhìn vào những tài liệu mà có cái sức ảnh hưởng đối với thị trường này cũng như là chúng ta thấy được những tài liệu này đó thực sự cho thấy là ngoại trừ giá cả lên xuống hàng ngày, thực sự là có rất nhiều những cái nền tảng đang được gây dựng, đang được đầu tư bởi những công ty mà có tên tuổi. Trước hết đi, chúng ta hãy nói tới cái sự hỗ trợ đến từ những nhà lập pháp của Hoa Kỳ. Ngoại trừ việc chúng ta đã nói tới trong video ngày hôm qua liên quan tới buổi điều trần, đối với Thuận đó, đó là một cái sự thành công. Nhưng mà chúng ta thấy là hôm nay lại có thêm một thông tin nữa, đó chính là một à, trong những người lập pháp, đó chính là Marie Newman. Thì Marie Newman đã thông báo là đã mua khoảng là từ 15 cho đến 50 ngàn đô la GBTC. Chúng ta không biết con số chính xác, tại vì khi mà họ khai báo về quốc hội đó, họ chỉ cần là à, đánh dấu một cái khung mà thôi, cái khung đó là từ 15 ngàn tới 50 ngàn GBTC nghĩa là cái cổ phần của Rayscale Bitcoin Trust và họ đã mua họ có nghĩa là Mary Newman người lập pháp này cũng đã mua khoảng chừng là 215.000 cổ phiếu của sàn Coinbase có nghĩa là các bạn thấy được là uh, Mary Newman là một trong những nhà lập pháp tại Hoa Kỳ mà có lưu trữ những cái cổ phiếu liên quan đến crypto đây cũng là một cái dấu hiệu là chúng ta có thêm một người bạn trong thị trường này kế tiếp đi chúng ta thấy được là lại nghe nói tới thêm một tiểu bang nữa mở tay để mà chào đón và cũng không có gì xa lạ, đó chính là tiểu bang Florida. Chúng ta cũng đã từng nghe nói tới thị trưởng của thành phố Miami của Florida đó chính là Francis Warrens. Thì Francis Warrens là một những người mà rất ủng hộ Bitcoin và crypto. Chúng ta cũng đã biết là chúng ta có Miami Coin và một thành phố mới rất chào đón. Chúng ta cũng đang nghe nói tới là ở tiểu bang Florida cũng có thành phố thứ nhì rất ủng hộ đó chính là thị trường của Tampa đó chính là Chance Caster thì cũng là một người mà rất ủng hộ Bitcoin Thì chúng ta thấy đó là bây giờ chúng ta lại nghe nói tới thống đốc của Florida Đó chính là Ron DeSantis đã nói là sẽ mở rộng không chỉ riêng là ở hai thành phố Tampa và Miami Mà sẽ mở rộng tiểu bang Florida để mà chào đón Bitcoin Khiến cho Bitcoin đó có thể phát triển ở tiểu bang Florida bằng cách là có thể là tạo điều kiện cho những cái công ty có thể là trả tiền mà Bitcoin hay là cryptocurrency hay là khi mà họ phải trả tiền thuế đó thì đây là cái thông tin đến từ Florida các bạn thấy được là càng ngày thì càng có nhiều những tiểu bang những thành phố lên tiếng ủng hộ Bitcoin tại vì sao vậy tại vì họ biết Bitcoin và crypto là một trong những cái sự phát triển của tương lai có thể đem đến nhiều lợi nhuận cho tiểu bang thành phố của họ đem đến À, việc là họ thu thấy được đem đến à, công an việc làm cho họ cho nên nhiều người bây giờ lên tiếng ủng hộ cũng không gì là lạ hết kế tiếp tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó một số những tài liệu liên quan tới Allcoin và những công ty lớn các bạn thấy được là công ty amazon thì bây giờ đó đã có cái động thái là tham gia vào nft nhưng mà không phải là trực tiếp mà công ty amazon đó đã tham gia vào một công ty có tên là dips Công ty Dips này đó là một cái công ty mà họ bán những cái thẻ giống như vậy các bạn nhìn thấy trên màn hình đó Đây là những cái thẻ mà người ta sưu tầm liên quan đến những cái vận động viên Thì những cái thẻ này đó, công ty Dips này nó sẽ tokenize, nghĩa là họ sẽ tạo những cái token Và bán những cái token này cho những người khác Và cái token sẽ được tạo trên nền tảng của WAX Có nghĩa là công ty Amazon coi như là gián tiếp đầu tư vào tiền crypto nhưng mà họ đầu tư vào công ty Dips thì coi như đây cũng là một cái dấu hiệu là công ty Amazon á, thực sự cũng đã có sự hứng thú liên quan tới crypto rồi và nhất là liên quan tới NFT. đương nhiên đây không phải là cái thông tin nhỏ. kế tiếp các bạn thấy được là công ty Microsoft đó, à, họ đã nói là họ sẽ đẩy vô 27 triệu cho cái công ty mới khởi nghiệp đó, liên quan cũng là NFT đó chính là Palm NFT Studios thì để hiểu rõ hơn đó cái mà Thùng muốn chia sẻ các bạn đó là công ty Microsoft đẩy 27 triệu này vào công ty Palm thì công ty Palm này là công ty như thế nào? Đây là một cái nền tảng được gây dựng uh, cho Ethereum các bạn thấy được là đây là cái tầng 2 của Ethereum thì điều mà Thùng muốn các bạn hiểu đây đó là nhiều bạn thì thường hay nói là Ethereum sẽ bị thất bại sẽ có nhiều đồng khác thay thế nhưng mà chúng ta cần phải nhìn Kỹ hơn một chút nữa, các bạn thấy được là rất là nhiều những cái công ty lớn bây giờ ủng hộ trực tiếp vào Ethereum hay là trực tiếp vào những công ty mà được gây dựng ở trên Ethereum hay là tầng 2 của Ethereum. Các bạn thấy được là công ty Palm NFT Studio này mà được công ty Microsoft đầu tư đó, 27 triệu đó là từ đâu mà ra, đó chính là co-founder của Ethereum Joseph Lubin là người mà đã tạo ra cái nền tảng này cùng với lại một người có tên là David Heyman của công ty Hayday Films là một trong những người mà làm phim. Đây là điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn. Kế tiếp nữa chúng ta thấy được là lại có thêm một công ty lớn đó chính là công ty WhatsApp. Thì công ty WhatsApp này đó à, là một công ty mà các bạn thấy được là bây giờ đó họ đã có những cái động thái như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó sẽ có chức năng cho cái người mà sử dụng có thể là sử dụng và gửi tiền kỹ thuật số thông qua cái ví Novi và đương nhiên Vinovi này là là các bạn cũng đã nhớ là được tạo ra bởi công ty Meda thì chúng ta thấy là đây là cái thông tin kế tiếp lại cho thấy được là có thêm một công ty lớn thực sự là có hứng thú đó về thị trường này thì các bạn nghĩ sao về những điều này cho nên chúng ta thường hay nhìn vào giá cả lên giá cả xuống thì ngày nào giá cung lên giá cung xuống nhưng mà chúng ta nếu như mà nhìn quá ngắn hạn đó chúng ta sẽ quên zoom ra để có thể thực sự nhìn thấy được cái sự phát triển của thị trường này dài hạn như thế nào chúng ta sẽ dễ dàng không nhìn thấy được những cái chi tiết nho nhỏ trong thị trường này ai đầu tư cho ai và những cái bước tiến từ từ của những công ty lớn vào trong thị trường này và những nền tảng đã được gây dựng để có cái sự bùng nổ sau này cho thị trường đó là cái trọng điểm mà thường muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông mô link của Thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit và đặc biệt sàn Moon XBT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu truy miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông mô link của Thuận Capital như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đều có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng landing lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên Tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.